Xin chào các bạn, ngày hôm nay làm phim.vn rất vui khi được gặp gỡ và trò chuyện cùng anh Đức Mạnh, chuyên viên tiền sử nhà tắm đến từ tập đoàn tiền sử nhà tắm Haag. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng anh Đức Mạnh tìm hiểu nhiều hơn về tiền sử nhà tắm các bạn nhé. Xin chào anh ạ, rất vui khi được gặp anh. Và có một câu hỏi mà em cũng như là tất cả các bạn khán giả thắc mắc, đó chính là việc sử dụng tiền sử nhà tắm có tốt không? Vậy ngay bây giờ anh có thể chia sẻ được không ạ? Đèn sửa nhà tắm ấy thì hoàn toàn tốt với sức khỏe của mọi người. Đấy, nhất là trong quá trình tắm mà mình có sử dụng đèn sửa nhà tắm ấy, thì sẽ giúp cho nhiệt độ luôn ổn định cái chỗ mà cái ánh sáng của đèn sửa chiếu vào. Đấy, sẽ làm ấm phòng, đấy, giảm nguy cơ cảm lạnh và đột quỵ. Đấy, ngoài ra thì cái đèn sửa nhà tắm ấy, nó sử dụng cái ánh sáng là tia hồng ngoại, đã được y học chứng minh là rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Đấy, nó có tác dụng là giảm đau. Đấy, tăng cường lưu thông máu, nó còn chống được cái vàng da cho trẻ sơ sinh, À cái vâng. tia hồng ngoại đấy. Vâng, vậy qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể biết được là sử dụng đèn sửa nhà tắm thì rất là tốt cho sức khỏe và còn có tác dụng chữa bệnh nữa. Và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của anh Mạnh vừa rồi thì các bạn cũng đã có nhiều thông tin về đèn sửa nhà tắm và đây chính là một dụng cụ cần thiết cho các bạn trong khi mà các bạn tắm, đặc biệt là trong mùa đông nữa. Và hãy tiếp tục theo dõi các chương trình của chúng tôi để cùng tìm hiểu nhiều hơn nữa về đèn sửa nhà tắm các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.